Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, một lần nữa thì Zika Audio lại chào tất cả các bác mọi miền tổ quốc nhé. Vâng, hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến các bác một cái món đồ chơi công nghệ. Nói chung là một đồ chơi công nghệ rất là hay. Về cái dòng đẩy công suất mini. Vâng, đó là thương hiệu của FX Audio. Vâng, FX Audio ạ. Vâng, đây là cục đẩy công suất siêu nhẹ, siêu gọn. Và nói chung là rất là từ nhiều siêu, siêu khỏe. Rồi thì bên trong đây có quyển catalog đấy ạ. Catalog mang thương hiệu FX Audio. Vâng, model là D802C Pro. Vâng, đây là những linh phụ kiện đi kèm. Và bên em cũng bỏ ra đây, bên em giới thiệu đến các bác. Vâng, dây phụ kiện đi kèm dùng dây USB này. Một cái điều khiển, đây là chỉnh cả một thế giới âm nhạc trong lòng bàn tay của chúng ta luôn ạ. Rất là nhỏ gọn mà cái hiệu quả nó đem đến thì cực kỳ là cao. Điều khiển. Và một cái cục nguồn cũng khá là to. Cục nguồn để chúng ta có thể kết nối với lại cái cục đẩy công suất. Vâng, đây là phiếu bảo hành của phía Trung Quốc đấy ạ. Vâng, đây là catalog của đầu giải mã. Đây là cục đẩy công suất FX Audio, mã là D0802C Pro. Vâng, thì đây là những thông tin chi tiết. Thông tin chi tiết về cái hình ảnh của cái cục đẩy công suất mini FX Audio. Và một cái điều khiển đây. Đây là những hình dáng và công suất đấy ạ. Công suất nó có thể đánh được 50W ở trở kháng 8 ohm và 80W ở 50W trở ở trở kháng 4 ohm và 80W ở trở kháng 8 ohm. Sau thì đây là những cái ngưỡng an toàn mà cái cục đẩy công suất siêu mini này nó cho phép đánh. Và nói chung là đôi khi nó đánh mắc lên có thể 200W hoặc cả hơn. Đây là cái ngưỡng đánh mắc. Sau thì đây là hình dáng phía bên trong đấy ạ. Đây hình dáng phía bên ngoài của cái đầu giải đầu cục đẩy công suất FX Audio đấy ạ. Và mã là D802C Pro. Đây là hình dáng phía bên ngoài. Và đặc biệt cái này được kết nối NFC. Khi mà những cái điện thoại thông minh có chế độ NFC, nó có thể kết nối được. Khi chúng ta đặt lên đây, chúng ta mở chế độ NFC, nó sẽ tự kết nối. Đấy, tự kích hoạt kết nối. Đây là cái núm mở nguồn. Và đây là chúng tinh chỉnh select này chọn những tất cả những chế độ. Và đây là cái núm volume vô cực. Đây, volume to nhỏ. Đây là một cái mắt thần để kết nối với lại cái điều khiển. Có một đi kèm một cái anten Bluetooth. Anten Bluetooth, đây là những cái linh phụ kiện đi kèm. Đây là giao diện phía mặt trước các bác nhé. Phía mặt trước và mặt sau đi ạ. Nói chung cái này nó khá là nhỏ gọn. Đây chỉ trong lòng bàn tay đi ạ. Vâng, công suất thì cũng khá là lớn. Đây là dòng công nghệ Class D, siêu nhẹ mà không sinh nhiệt. Khi chúng ta hoạt động lâu dài cũng rất là ổn. Về kết cấu phía đằng sau thì đầu tiên là cái ngõ cắm dây nguồn đấy ạ. Vâng, ngõ cắm dây nguồn. Đây thì chúng ta sẽ kết nối dây nguồn. Đây chạm ngõ cắm dây nguồn đấy ạ. Và hai cái chạm đầu ra bằng cầu đỏ đen đấy ạ, âm dương. Có thể kết nối được một đôi loa. Và có rất nhiều hình thức kết nối này. Đây là tín hiệu AUX input, đây là tín hiệu dây AV. Thông thường chúng ta có thể kết nối đằng sau cái đầu video hay là lấy tín hiệu từ cổng quang ra, nó sẽ có cái rắc kết nối AV. Và đây là cái trạm để chúng ta bắt anten, bắt Bluetooth được xa hơn. Và cái COA này thì giống như chúng ta không dùng, là thiết bị ngoại vi. Vâng, đây có kết nối đường USB này để lấy tín hiệu nhạc này. Và kết nối với lại cổng quang optical. Đấy, hỗ trợ TV kết nối, có cổng quang kết nối trực tiếp vào đây. Khi mà tín hiệu đi vào ấy, nó sẽ cho vào cái bộ vi xử lý phía bên trong, đặc biệt là giải mã những tín hiệu tốt nhất. Sau đó nó nói chung nó được tích hợp cái bộ giải mã phía bên trong để cho cái chất lượng âm tốt hơn, tốt nhất có thể. Và sau đó là tín hiệu đưa ra loa. Đây, hai trạm này tí nữa bên em sẽ kết nối test thử cho các bác.
chung cái này để nói thay thế những cái thiết bị công suất để nghe như trong phòng karaoke gia đình thì cũng có thể là kết nối được, vì là công suất nó cũng khá lớn và đôi loa 25-30 cũng có thể kéo được. Và đặc biệt là những quán cà phê chúng ta cũng có thể thay thế những cái âm ly rất là to, nói chung là phù hợp với karaoke. Chúng ta có một đôi loa và mua một cái cục để công suất này, nó sẽ cho ta tín hiệu tốt nhất và sạch nhất. Nói chung em nhắc lại, đây là một cái cục để công suất siêu gọn, siêu nhẹ, công suất cũng khá là lớn, trong lòng bàn tay nó có thể thay thế được cả một cái cục đẩy rất là to. Đây ạ, đây là những cục đẩy rất là to. Đây là cục đẩy công nghệ Class D cũng khá là to. Đây còn nhiều cục đẩy cơ bản truyền thống nữa cũng khá là nặng, và vì thế công nghệ được sinh ra và tích hợp vào trong một cái cục đẩy công suất khá là nhỏ gọn. Chúng ta cái này có thể cất vào trong cốp xe hay là cất vào trong những cái túi để chúng ta đi du lịch dã ngoại mà chúng ta có một đôi loa mang theo thì kết nối khá là dễ. Và đây hiển thị có màn hiển thị LCD tất cả các cái chế độ. Đấy, đây là chi tiết về cái đây là hàng của Made in China, đây là hàng chính hãng của Trung Quốc, Epic Audio nghiên cứu và sản xuất. Và sau đây em xin phép được bỏ ra đấu nối loa và kết nối, chúng ta có thể chơi tất cả các loại nhạc và chỉnh các chế độ nhạc cũng rất là đơn giản. Nói chung là quán cà phê karaoke với không gian khoảng 20-30 mét vuông nên mua cái sản phẩm như thế này để chúng ta thay thế những cái âm ly rất là to cồng kềnh, chiếm rất là nhiều diện tích mà không được đủ đẹp, thì chúng ta nên chơi một cái này. Đôi khi được chúng ta có thể kết nối được những cái đôi loa Bose Bass 20 để nghe nhạc tí tách trong quán cà phê cũng khá là hợp lý, và trong phòng ngủ cũng rất là tốt. Đấy, đây là cái tiện ích của cái cục đẩy công suất Epic Audio mã là D802C Pro đem lại. Vâng, sau đây chúng ta cùng trải nghiệm. Các bác chờ em một chút xíu nhé để em kết nối loa. Vâng, thì sau khi em đã giới thiệu sơ qua về cái cục đẩy công suất siêu nhẹ và siêu mini này với thương hiệu là Epic Audio mã là D802C Pro, thì so với cái đầu giải mã X6 thì nó cũng chỉ nhìn hơn một chút xíu thôi ạ. Nhìn hơn một chút xíu. Đây là đúng ra phải gọi nó là đồ chơi công nghệ thì đúng hơn. Đồ chơi công nghệ. Vâng, thì đây là em đang kết nối nó thành cục đẩy anh nhé, các bác nhé. Nó là cục đẩy. Và rất nhiều cái công nghệ hiện đại được tích hợp phía bên trong. Đấy. Rất nhiều công nghệ hiện đại tích hợp phía bên trong. Thì cái tiện ích mà nó đem lại, nó giải quyết được khâu chúng ta vận chuyển rất là nặng nề những thiết bị như đẩy hay là âm ly, thì chúng ta sở hữu cái này nó sẽ tiện ích hơn rất nhiều. Chúng ta có thể cầm tay đi dạo du lịch để chúng ta mang đi, có những không gian chơi nhạc rất là tốt. Và chỉ cần có một nguồn điện trong phòng là chơi được rồi. Vâng, thì đầu tiên là nút nguồn thì chúng ta bật lên. Đây, và đây là những chế độ. Xin lỗi em có điện thoại một chút xíu. Vâng, chúng ta tiếp tục đi ạ. Vâng, thì em đang kết nối nhạc này. Đầu tiên là em lấy nhạc từ cái đầu giải mã Epic Audio DAC X6, rồi đưa nhạc vào trong cái cục đẩy công suất Epic Audio D802C Pro. Và sau đó em đấu ra loa. Và em đang chạy loa Bass 30 các bác nhé. Chạy loa Bass 30. Đây em đang đấu ghép đi ạ. Đây thì cái chạm cột đỏ đen này nó có hai hình thức kết nối. Một là chúng ta có cái jack kết nối nhanh thì chúng ta có thể cắm vào và kết nối xoáy, hình thức xoáy mà chúng ta rất kẹp đấy ạ, và cũng rất là tiện ích. Em đang kết nối với lại cái tín hiệu đầu vào của cái jack AV AUX, và chúng ta cũng có thể kết nối được cổng quang hoặc là kết nối bằng cổng USB đều được. Thì đây là em cũng vừa giới thiệu chi tiết. Vâng, vào chúng ta vừa chuẩn bị là chơi nhạc rồi ạ. Vâng, thì em kết nối này được hàm một đôi full Bass 30 Qwood VA12 luôn ạ. Nói chung là rất là khỏe. Đây em kết nối một đôi luôn. Đấy. Đây quay trở lại nhân vật chính đi ạ. Vâng. Rất là nhỏ gọn mà tính năng rất là nhiều. Toàn bộ công nghệ mới. Đây thì cái điều khiển đấy ạ. Vâng, select này là chế độ chọn tín hiệu đầu vào này. Đây ạ, đây là coaxial này, optical này, USB, đây là chế độ chọn tín hiệu đầu vào. Đấy.
cả Bluetooth này. Đấy. Đấy. Thì em đang đầu kia bằng tín hiệu AV thì là đường AUX input rồi, ok. Đấy, em cho nhạc to một tí. Nói chung chúng ta có một cái này thôi, chúng ta chỉnh cả một thế giới âm nhạc trong lòng bàn tay các bác nhé. Này. Vâng, ở trên cái này nó có rất nhiều chế độ đấy ạ. Vâng, đây là chế độ chọn đường cổng vào này, quát optical USB này. Đấy. Và chế độ chỉnh thêm bass, thêm chép này. Đây là chỉnh chép này. Đây ạ. Chỉnh chép thì chúng ta thêm này. Đấy, đây, chỉnh chép này. Ta thêm chép này. Đấy ạ. Đây, đợi em xíu xíu. Đây ạ. Chép cộng, chép trừ này. Là thêm chép này. Đấy. Đấy, thêm chép. Đấy. Bass này. Đấy, thêm bass này. Đấy, nói chung cả thế giới âm nhạc trong lòng bàn tay các bác nhá. Đấy ạ, thêm bass. Nói chung là cái này nó nhỏ, không quay sát nó bị mờ đấy ạ. Đây. Đây cả thế giới trong lòng bàn tay các bác. Đấy, bass này. Chép này. Rồi EQ này, EQ đây là chế độ chơi nhạc này. Da này. Class cổ điển này. Đăng này. Đấy, EQ này, EQ là chế độ chơi nhạc này. Đấy, rất là hay. Đấy, chế độ hi-fi, chế độ cao nhất này. Đấy, EQ này. Đấy, đăng. Nói chung rất nhiều là chức năng, nói chung là đa chức năng. Và chúng ta có thể tắt trực tiếp như này. Đấy, tắt sub down. Đó, rất là tiện ích. Đây, chỉ một cái nhỏ này thôi ạ. Em bật lên này. Ôi, oh, welcome này ạ. Ok, chúng ta lại chuẩn bị chơi nhạc tiếp ạ. Được, volume chúng ta tăng lên tí. Rất hay. Đấy. Chất âm của công nghệ Glass D cực kỳ là sạch. Đấy, đó là cái ưu điểm. Và không sinh nhiệt. Đây, chỉnh nhỉnh. Đây. Hai cái này chỉnh nhỉnh hơn nhau một chút xíu thôi ạ. Vừa là đầu giải mã. Đây, còn bên tay trái đây là một cái cục giải công suất siêu nhẹ. Đây, cục nguồn đây ạ. Đấy, thì là chúng ta đang có thể. Với em không nói đến đầu giải mã nhé, các bác chỉ cần một cái cục đẩy công suất là như thế này, là các bác kết nối với loa và đưa tín hiệu vào đây, là đưa công suất ra loa là bắt đầu là chúng ta chạy. Còn đây là đầu giải mã xử lý tín hiệu đầu vào. Đấy, toàn bộ thương hiệu của FX Audio, đồ chơi công nghệ rất là tiện ích. Chơi khá là khỏe. Ở như thế này, cục đẩy công suất đây. À, khi các bác có một cái máy nâng tiếng kết nối cũng được nhá. À, có vang kết nối cũng được. Có vang thì chúng ta có thể kết nối được hát karaoke với cái cục đẩy công suất siêu nhẹ FX Audio với một đôi loa là ok rồi ạ. Vâng, đấy là cái gọi là công nghệ vượt trội, ưu điểm vượt trội. Nói chung tất cả những trong một cái điều khiển và một cái cục đẩy công suất này là bao nhiêu cái chất xám nằm trong đây hết đấy ạ. Đây, còn đây là núm volume vô cực đấy ạ. Núm volume vô cực. Các em chơi một đôi loa bass 50 luôn các bác nhá. Để thử cái sức bền, là thử cái sức nó chịu đựng thì cảm thấy rất là ok. Còn những cái loa bé hơn thì các bác chơi vô tư nhá. Bass 25, bass 20 các bác chơi vô tư. Với một cái phòng ngủ mà có một cái cục đẩy công suất siêu nhỏ như thế này thì cũng khá là gọn. Và một quán cà phê cũng khá là gọn. Đây là cái ưu điểm chúng ta có thể sở hữu. Rất nhiều chế độ chơi nhạc. Pop này. Này. Rất là nhiều. Rất là nhiều chế độ chơi. Thêm bass này. Đấy. Rất là nhiều các bác nhé. Vâng, bác nào muốn sở hữu một cái cục đẩy công suất mini như thế này thì hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio. Và bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác làm sao phù hợp và chi tiết nhất.
Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Vâng, sau đây em xin phép được dừng video và chúc tất cả các bác mình được có sức khỏe và thành công ạ. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo.